Chào mừng các em đã quay trở lại với bài giảng của thầy. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 12 Nhật Bản giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Chúng ta sẽ quan sát vào bản đồ châu Á để xác định xem Nhật Bản nằm ở vị trí nào. Rồi đây chính là đất nước Nhật Bản, đất nước hình vòng cung nằm ở khu vực Đông Á thuộc châu Á. Những bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các nước ở châu Á thì chúng ta thấy đến giữa thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, hầu hết các nước ở châu Á đều trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước thực dân phương Tây. Nhưng lúc này, Nhật Bản lại vươn lên thành nước có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở châu Á. Thậm chí Nhật Bản còn đi xâm lược, mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. Vậy, những yếu tố nào giúp cho Nhật Bản phát triển mạnh như thế? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua nội dung của bài. Chúng ta đi vào phần 1, cuộc duy tân minh trị. Thế nào là duy tân minh trị? Duy có nghĩa là tư duy, suy nghĩ, tân có nghĩa là đổi mới, minh trị tức là ông vua đứng đầu. Cuộc duy tân minh trị tức là cuộc cải cách đất nước được tiến hành bởi vua Minh Trị. Giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu. Thì Nhật Bản đến giữa thế kỷ 19 có đặc điểm gì nổi bật về chính trị? Thì đến giữa thế kỷ 19, chế độ phong kiến mục nát. Tức là thời kỳ này, chế độ phong kiến ở Nhật Bản đã suy yếu. Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu này là do các ông vua Nhật Bản lúc này họ không quản lý được đất nước, để cho mọi quyền hành rơi hết vào tay của vị tể tướng tên là Shogun. Thì vị tể tướng này đó thâu tóm hết quyền hành vào tay của mình, thành lập ra rất là nhiều phe phái trong triều đình để củng cố quyền lực của mình, đồng thời hạn chế quyền lực của các ông vua của Nhật Bản. Và người ta mô tả mỗi khi đến gặp vị tể tướng này, những người đến phải quỳ, phải xếp hàng, phải chờ đợi rất là lâu mới gặp được vị tể tướng này. Thì dưới sự nắm quyền của tể tướng Shogun đã làm cho chế độ phong kiến ở Nhật Bản rơi vào khủng hoảng. Trong triều đình chia thành nhiều phe phái tranh giành quyền lực với nhau và nhân dân họ bất mãn với chế độ phong kiến của Nhật Bản. Thì đó là nét nổi bật về tình hình chính trị của Nhật Bản. Và lúc này, tại sao Nhật Bản phải tiến hành cuộc duy tân minh trị? Thì lợi dụng chế độ phong kiến ở Nhật Bản suy yếu mục nát, các nước phương Tây đã tăng cường can thiệp vào Nhật Bản, đi đầu là Mỹ, Nga, Anh, Pháp. Bởi vì thời kỳ này, các nước phương Tây họ đang cần thị trường và thuộc địa để phát triển kinh tế của mình. Lợi dụng tình hình Nhật Bản đang suy yếu, các nước phương Tây đã tăng cường can thiệp vào Nhật Bản với mục đích muốn xâm lược Nhật Bản. Thì lúc này đã đẩy đất nước Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn. Thứ nhất là tiếp tục duy trì chế độ phong kiến để trở thành miếng mồi ngon cho các nước tư bản phương Tây. Thứ hai là phải tiến hành một cuộc cải cách để đưa đất nước Nhật Bản thoát khỏi những khó khăn, khủng hoảng đó để Nhật Bản không trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây. Thì đứng trước hai lựa chọn đó thì Nhật Bản buộc phải tiến hành cải cách đất nước. Thì chúng ta lưu ý đến đây, Nhật Bản là một quốc đảo hình vòng cung, có diện tích là 377.843 km², nằm theo sườn đông lục địa châu Á. Nhật Bản được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào hay là đất nước mặt trời mọc. Thì lúc này, các nước tư bản phương Tây họ đã dòm ngó vào Nhật Bản, họ muốn xâm lược Nhật Bản với mục đích là sẽ biến Nhật Bản trở thành thuộc địa của mình, đồng thời muốn biến Nhật Bản thành căn cứ để các nước có thể dễ dàng xâm lược các nước còn lại ở châu Á. Chính vì thế đã buộc Nhật Bản phải đứng trước hai lựa chọn. Thứ nhất là tiếp tục duy trì chế độ phong kiến để trở thành miếng mồi ngon cho các nước thực dân phương Tây. Thứ hai là phải đổi mới đất nước để đưa Nhật Bản thoát khỏi những khó khăn. Đầu năm 1868, Thiên Hoàng Minh Trị thực hiện một loạt cải cách tiến bộ. Tức là ông đã lựa chọn cách thứ hai là tiến hành cuộc cải cách đưa đất nước Nhật Bản thoát khỏi những khó khăn, thử thách. Và chúng ta quan sát, đây là chân dung của Thiên Hoàng Minh Trị. Thiên Hoàng Minh Trị, ông sinh ngày 3 tháng 11 năm 1852, mất ngày 30 tháng 7 năm 1912, là vị Thiên Hoàng thứ 122 của Nhật Bản, theo danh sách các Thiên Hoàng truyền thống của Nhật Bản. Ông trị vì từ ngày 3 tháng 2 năm 1867 cho đến khi qua đời.
Thì có thể nói, sau khi ông lên ngôi được chưa đầy một năm, thì ông đã quyết định thực hiện một cuộc cải cách. Tức là khi ông lên ngôi, lúc đó ông mới có 15 tuổi. Và đến khi ông thực hiện cuộc cải cách, ông mới có 16 tuổi. Ông là một vị vua trẻ tuổi nhưng mà rất là tài giỏi. Và với những đóng góp của ông, thì ông được gọi là một vị minh quân có công lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, đã canh tân và đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia hiện đại, thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây từ giữa lúc chủ nghĩa tư bản phương Tây phát triển rất là mạnh. Thì đó là vài nét về Thiên Hoàng Minh Trị. Thì khi ông lên ngôi và quyết định thực hiện cuộc cải cách đất nước, thì ông đã tiến hành cải cách trên tất cả các lĩnh vực của Nhật Bản. Đầu tiên là lĩnh vực kinh tế. Về kinh tế thì nội dung cải cách của ông như thế nào? Đó là thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống, vân vân. Tức là ông thống nhất thị trường ở trong nước để cho kinh tế ở trong nước phát triển mạnh, rồi mới vươn ra thị trường bên ngoài. Thống nhất tiền tệ, tức là Nhật Bản được tạo thành từ 4 hòn đảo lớn, 4 nơi sẽ sử dụng 4 đồng tiền khác nhau, cho nên rất là khó khăn cho việc giao lưu phát triển, cho nên phải thống nhất sử dụng chung một loại tiền. Rồi tiếp theo là phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, có nghĩa là sẽ tiến hành đầu tư máy móc, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật ở các vùng nông thôn để biến các vùng nông thôn này dần dần phát triển thành thành thị, để kinh tế phát triển cân đối từ thành thị đến nông thôn. Tiếp đến là xây dựng cơ sở hạ tầng, có nghĩa là xây dựng hệ thống nhà máy, xí nghiệp, rồi những cái công ty, rồi đường xá, đường giao thông vân vân, để phục vụ cho nền kinh tế nó có thể phát triển thông suốt. Bởi vì nếu như không xây dựng được cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống thì nền kinh tế sẽ không có điều kiện phát triển, hàng hóa sản xuất ra không được nhiều, và khi sản xuất ra hàng hóa sẽ không thể giao lưu trao đổi trong và ngoài nước. Thì đó là những việc làm của ông đối với nền kinh tế. Chúng ta quan sát, đây là hình ảnh khánh thành một đoàn tàu ở Nhật Bản. Thời kỳ này đó, ở Nhật Bản xây dựng rất là nhiều tuyến đường xe lửa, nhằm mục đích đó là sẽ vận chuyển hàng hóa, hành khách, giúp cho nền kinh tế phát triển rất là mạnh. Nội dung tiếp theo là về chính trị xã hội. Chính trị xã hội, nội dung cải cách của ông là gì? Đó là xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản, ban hành hiến pháp năm 1889 và thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Tức là sẽ đưa tầng lớp quý tộc tư sản lên nắm quyền, nhưng quyền hành sẽ tập trung vào tay của quốc hội, mà quốc hội đây đại diện cho giai cấp tư sản. Rồi ban hành bản hiến pháp mới, quy định về chế độ chính trị cũng như những hình thức xử phạt trong xã hội để quản lý đất nước chặt chẽ hơn so với thời kỳ trước. Tức là sẽ hạn chế quyền lực của quý tộc tư sản, tập trung quyền lực vào tay của giai cấp tư sản. Đó là cái chế độ quân chủ lập hiến. Tức là đứng đầu vẫn là quý tộc, vua, nhưng quyền hành sẽ nằm hết trong tay của giai cấp tư sản. Tức là ông Thiên Hoàng Minh Trị này, ông tự hạn chế quyền lực của mình, chứ không thâu tóm hết quyền lực vào tay của mình giống như thời kỳ trước nữa. Ông đứng đầu nhà nước nhưng mà giao cho quốc hội đại diện cho giai cấp tư sản thông qua bản hiến pháp để quản lý đất nước chặt chẽ hơn. Đây chính là hình ảnh của gia đình Thiên Hoàng Minh Trị. Ông được xem là ông vua tài giỏi bậc nhất trong số các thiên hoàng của Nhật Bản, người có công rất là lớn, đưa ra hàng loạt cải cách để giúp Nhật Bản thoát khỏi những khó khăn vào giữa thế kỷ 19. Chính sách tiếp theo, nội dung cải cách tiếp theo chính là về giáo dục. Về giáo dục, Thiên Hoàng Minh Trị thực hiện những nội dung gì? Đó là thực hiện giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật,
cử những học sinh ưu tú du học phương Tây. Có nghĩa là ông sẽ bắt tất cả người dân Nhật Bản đều phải đi học. Tức là phải bắt buộc mọi người phải học để nâng cao trình độ của người dân lên. Thì khi người dân có trình độ, có hiểu biết thì họ sẽ dễ dàng tiếp thu những thành tựu về khoa học kỹ thuật, cũng như đổi mới cái tư tưởng của mình để giúp cho đất nước phát triển mạnh hơn. Đó là phải thực hiện giáo dục bắt buộc. Rồi, chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật. Tức là trong nội dung giáo dục là phải chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành. Thì khi mà đã kết hợp được lý thuyết và thực hành thì những học sinh, sinh viên sau khi họ ra trường, họ có thể ứng dụng cả hai để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế. Rồi, cử học sinh ưu tú du học phương Tây. Tức là sẽ đưa những học sinh học giỏi của mình từ Nhật Bản đi sang các nước châu Âu như là Anh, Pháp, Đức, hay là đưa sang Mỹ để học tập. Mục đích của ông đó là muốn đào tạo ra một nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề cao, sau đó họ sẽ trở về Nhật Bản để phục vụ cho đất nước Nhật Bản. Đó là chính sách rất là tiến bộ của Thiên Hoàng Minh Trị. Rồi, nội dung tiếp theo là về quân sự. Về quân sự, tức là về quân đội. Nội dung cải cách của ông đó là tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng. Thì thời kỳ này đó, ông đã đầu tư rất là nhiều cho quân đội, như là xây dựng thành những đội tàu chiến, rồi tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây, rồi tăng cường đầu tư cho quân đội, rồi thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự. Thời kỳ này đó không còn thực hiện chế độ chuyên binh giống như thời kỳ trước. Chế độ chuyên binh nó cũng giống như chế độ ngũ binh ư nông của Việt Nam mình thời phong kiến. Đó là khi nào có chiến tranh thì sẽ tập trung để đánh giặc, còn khi nào không có chiến tranh thì sẽ cho quân đội luân phiên thay nhau làm nghĩa vụ với nhà nước. Thì đến thời kỳ này đó, Nhật Bản không thực hiện chế độ chuyên binh nữa mà thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự. Tức là nam từ 18 tuổi phải có nghĩa vụ quân sự đối với nhà nước, tức là phải phục vụ cho quân đội, chứ không có thay phiên nhau giống như thời kỳ trước nữa. Và khi họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự cho đất nước thì họ sẽ trở về quê của mình. Rồi, sau khi tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự, họ sẽ giữ lại những binh lính có kỹ năng, có trình độ để tiếp tục đầu tư nhằm xây dựng quân đội hùng mạnh. Tiếp theo nữa đó là phát triển kinh tế quốc phòng. Có nghĩa là ra sức phát triển chế tạo các loại vũ khí nhằm hai mục đích. Thứ nhất là để trang bị cho quân đội, thứ hai là có thể bán cho bên ngoài để thu về một khoản tiền để tiếp tục đầu tư. Thì chúng ta thấy cái cách tổ chức quân sự và huấn luyện kiểu như thế giống như các nước phương Tây. Chính vì thế, Nhật Bản đã xây dựng nên một đội quân rất là hùng mạnh, có thể đánh bất cứ nước nào ở khu vực châu Á. Thì chúng ta thấy từ những nội dung cải cách trên thì nó mang lại kết quả như thế nào cho Nhật Bản. Kết quả là đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Nhật Bản trở thành nước tư bản công nghiệp phát triển nhất châu Á. Tức là lúc này, Nhật Bản đã thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây, mà đã vươn lên trở thành nước có nền kinh tế tư bản phát triển nhất ở châu Á. Chúng ta thấy những nội dung cải cách của Thiên Hoàng Minh Trị đưa ra rất là phù hợp với tình hình của Nhật Bản. Chính vì thế, đã cứu Nhật Bản thoát khỏi mối nguy trở thành thuộc địa, mà Nhật Bản còn vươn lên trở thành nước có nền kinh tế phát triển nhất ở châu Á lúc này. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, tìm hiểu về Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, tức là chuyển sang giai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa tư bản. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem vì sao nền kinh tế của Nhật Bản phát triển mạnh vào cuối thế kỷ 19. Thời kỳ này, thì sau khi Nhật Bản đã vươn lên trở thành nước tư bản công nghiệp phát triển nhất châu Á, thì Nhật Bản đã tiến hành ngay những cuộc chiến tranh xâm lược ra bên ngoài. Thì sau khi kết thúc cuộc chiến tranh với Trung Quốc vào năm 1894-1895,
thì nhờ số tiền bồi thường và của cải cướp bóc được từ Triều Tiên và Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản đã phát triển rất là mạnh mẽ. Tức là nhờ vào những cuộc chiến tranh xâm lược ra bên ngoài, nhận những khoản tiền bồi thường rất lớn từ những nước thua trận, Nhật Bản đã đầu tư phát triển kinh tế. Chính vì thế, đến cuối thế kỷ 19, kinh tế Nhật Bản phát triển rất là mạnh. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế vào cuối thế kỷ 19. Thì sau khi nền kinh tế phát triển mạnh, lúc này các tổ chức độc quyền đã ra đời như là Mitsui, rồi Mitsubishi. Những tổ chức độc quyền này đã chi phối nền kinh tế chính trị của Nhật Bản. Có nghĩa là khi kinh tế phát triển mạnh thì cái nhu cầu tập trung vốn của những công ty nhỏ nó lớn, và những công ty nhỏ này dần dần liên kết lại với nhau thành lập công ty lớn, hoặc công ty lớn sẽ dùng số tiền của mình để bóp nghẹt những công ty nhỏ, thâu tóm những công ty nhỏ vào tay của mình. Chính vì thế các tổ chức độc quyền nó đã ra đời. Và Nhật Bản có hai tổ chức độc quyền lớn, đó là Mitsui và Mitsubishi. Thì trong khoảng thời gian 14 năm, từ năm 1900 đến năm 1914, tỷ lệ công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân đã tăng từ 19 lên 42%. Chính vì thế, thời kỳ này đó, việc đẩy mạnh công nghiệp hóa theo sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng, thì đó là sự tập trung rất là cao trong nền kinh tế của Nhật Bản, dẫn đến sự ra đời của hai tổ chức độc quyền lớn. Thì hai tổ chức độc quyền này đó sẽ làm chủ nhiều ngân hàng, hầm mỏ, xí nghiệp, đường sắt và tàu biển ở Nhật Bản. Chính vì thế đã chi phối nền kinh tế chính trị của Nhật Bản. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong hai tổ chức độc quyền ở Nhật Bản. Thì có một người khi đi đến Nhật Bản đã mô tả về tổ chức độc quyền Mitsui như sau. Anh có thể đi đến Nhật Bản trên những chiếc tàu thủy của hãng Mitsui, tàu chạy bằng than đá của Mitsui, cập bến của Mitsui, sau đó đi đến tàu điện của Mitsui đóng, đọc sách báo do Mitsui xuất bản dưới ánh bóng điện do Mitsui chế tạo. Tức là khi chúng ta đi đến Nhật Bản, từ việc chúng ta bước xuống cái con tàu, rồi cập cảng, đi những cái phương tiện, rồi chúng ta đọc, nghe, nhìn, thắp sáng, đều là do công ty Mitsui này độc quyền. Chúng ta thấy độc quyền rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Rồi, tiếp theo đó là cái công ty độc quyền Mitsubishi. Thì công ty này lúc đầu chỉ là một công ty nhỏ, nhưng mà thời gian sau đó, công ty đã chuyển sang lĩnh vực khai thác than. Năm 1881, sau khi mua mỏ than Tagashima và đảo Hashima vào năm 1890, sử dụng sản phẩm làm nguyên liệu cho đội tàu thủy hơi nước, công ty cũng bắt đầu đa dạng hóa kinh doanh sang các lĩnh vực như là đóng tàu, bảo hiểm, ship gỡ hàng và thương mại. Sau này, sự đa dạng hóa được tiếp tục với việc Mitsubishi xâm nhập thêm vào các lĩnh vực khác như là sản xuất giấy, thép, thủy tinh, hàng điện tử, tàu sân bay, khai thác dầu mỏ và bất động sản. Thì khi Mitsubishi xây dựng thành một nghiệp đoàn lớn, nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công nghiệp ở Nhật Bản. Thì chúng ta thấy hai cái tổ chức độc quyền này nắm trong tay rất là nhiều lĩnh vực nhỏ khác nhau, thâu tóm một khoản vốn rất là lớn. Và ngày nay, những tổ chức độc quyền này vẫn còn hoạt động, ảnh hưởng rất là lớn đến nền kinh tế của Nhật Bản thời kỳ đó và đến giai đoạn hiện nay. Thì khi mà kinh tế của Nhật Bản phát triển rất là mạnh, đã tạo sức mạnh cho quân sự và chính trị. Tức là dưới thời kỳ Nhật Bản tiến hành cuộc di tân binh trị, họ đã chú trọng đến phát triển quân sự và chính trị. Do đó, khi mà kinh tế đã phát triển mạnh thì càng tạo điều kiện thuận lợi hơn để họ phát triển về quân sự và xây dựng về chính trị của mình. Chính vì thế mà lúc này Nhật Bản đã thi hành chính sách đối ngoại rất là hiếu chiến, chẳng thua kém gì so với các nước ở phương Tây. Vậy cái chính sách đối ngoại của Nhật Bản như thế nào? Đó là giới cầm quyền thi hành chính sách xâm lược hiếu chiến, tức là cũng giống như Anh, Pháp, Đức, Mỹ,
chính sách đối ngoại thì tăng cường đi xâm lược ra bên ngoài. Và Nhật Bản thì chính sách xâm lược hiếu chiến, có nghĩa là họ rất là thích đánh nhau bởi vì quân đội họ mạnh và họ muốn mở rộng ra bên ngoài. Chúng ta sẽ quan sát vào lược đồ, chúng ta sẽ thấy phần màu xám đây là toàn bộ lãnh thổ của Nhật Bản nè. Thời kỳ này, lãnh thổ của Nhật Bản mở rộng ra rất là nhiều vào cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Chúng ta thấy những cái phần chú giải ở đây chính là những phần lãnh thổ của Nhật Bản vốn có và những phần đất mà Nhật Bản chiếm được ở các nước châu Á, mà điển hình là các nước lân cận Nhật Bản. Thì thời kỳ này Nhật Bản đã xâm chiếm được những vùng đất nào? Đó là chiếm được bán đảo Liêu Đông của Trung Quốc nè, chiếm được cảng Lữ Thuận nè, chiếm được tỉnh Sơn Đông, rồi chiếm bán đảo Triều Tiên. Giờ chúng ta quan sát lên chúng ta sẽ thấy. Về Nhật Bản, chiếm đảo Đài Loan của Trung Quốc vào năm 1895. Đảo Đài Loan của Trung Quốc thời kỳ trước. Rồi, cuộc chiến tranh Nga-Nhật 1904-1905 thì sau khi nước Nga thua trận đã cắt phía nam đảo Sakhalin giao cho Nhật Bản. Tiếp đến là Nhật Bản xâm lược bán đảo Triều Tiên. Bán đảo Triều Tiên ngày nay đó thì bao gồm hai quốc gia, đó là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc ở phía dưới. Thời kỳ đó Nhật Bản xâm lược. Rồi tiếp đến là gây ảnh hưởng ở vùng Mãn Châu của Trung Quốc. Tiếp đến là đánh chiếm bán đảo Liêu Đông của Trung Quốc. Rồi chiếm cảng Lữ Thuận của Trung Quốc. Rồi tiếp đến là đánh chiếm tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Thì chúng ta thấy ở những vị trí gần của Nhật Bản thuộc các nước ở khu vực Đông Á hầu như đã bị Nhật Bản đánh chiếm, mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. Thì đó là cái chính sách đối ngoại của Nhật Bản, là thi hành chính sách xâm lược mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài, không thua kém gì so với các nước phương Tây. Từ đó chúng ta thấy cái chính sách đối ngoại của Nhật Bản là mở rộng xâm lược ra bên ngoài, không thua kém gì so với các nước đế quốc phương Tây. Thì từ cái chính sách đó mà Nhật Bản được biết đến với một đặc điểm. Vậy Nhật Bản được biết đến với đặc điểm gì? Nhật Bản được gọi là đế quốc phong kiến quân phiệt, tức là một đất nước vua đứng đầu nhưng quyền hành nằm trong tay của giai cấp tư sản, và giai cấp tư sản này lại thực hiện chính sách đối ngoại là xâm lược mở rộng ra bên ngoài, gọi là đế quốc phong kiến quân phiệt, tức là vua đứng đầu nhưng quyền hành nằm trong tay của giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản dùng quân đội, dùng chiến tranh để mở rộng xâm lược ra bên ngoài. Chính vì thế gọi là đế quốc phong kiến quân phiệt. Điều đó cho thấy Nhật Bản cũng là một trong những đế quốc thích đi xâm lược, mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản. Thì trong phần 3 này, theo nội dung mới đã đưa vào nội dung giảm tải, cho nên chúng ta sẽ không học phần này. Nhưng chúng ta hãy đọc thêm, tìm hiểu thêm phần này dựa vào nội dung của sách giáo khoa. Thì thầy đã vừa giới thiệu cho chúng ta toàn bộ bài số 12. Giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập. Bài tập số 1: tại sao Nhật Bản phải tiến hành cuộc duy tân minh trị? Thứ nhất là chế độ phong kiến suy yếu, Nhật Bản sẽ trở thành miếng mồi ngon cho các nước tư bản phương Tây. Thứ hai là kinh tế Nhật Bản đang phát triển nên cần cải cách để phát triển mạnh hơn nữa. Thứ ba, các nước tư bản như Mỹ, Anh, Pháp, Nga ngày càng can thiệp nhiều vào Nhật Bản. Thứ tư là tất cả các ý trên đều đúng. Thứ năm là câu A và câu C đúng. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Đó là câu E, đó là cả A và C đúng. Bài tập số 2: cuộc duy tân minh trị được tiến hành trên những lĩnh vực nào? A. Kinh tế, chính trị, xã hội. B. Kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục. C. Là kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, quân sự. Và D. Là kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án D. Bởi vì cuộc duy tân này được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực của Nhật Bản. Bài số 3: sau khi tiến lên chủ nghĩa đế quốc, Nhật Bản thi hành chính sách đối ngoại như thế nào? Chúng ta sẽ chọn ý đúng hoặc sai. Ở đây chúng ta sẽ có 4 ý.
Giờ ý A, xâm lược và bành trướng lãnh thổ ra bên ngoài. Đây đúng hay sai đây? Đây đúng. Ý B, quan hệ tốt với các nước láng giềng như Trung Quốc, Triều Tiên. Chúng ta thấy là không có quan hệ tốt mà đi xâm lược người ta, cho nên đây là sai. Thứ ba là gây nhiều cuộc chiến tranh với các nước châu Á. Thì đây là rõ ràng rồi, Nhật Bản xâm lược rất là nhiều nước, đặc biệt các nước láng giềng của mình. Thứ tư là nâng tầm ảnh hưởng của mình ngày càng lớn hơn ở châu Á. Đây đúng. Bởi vì Nhật Bản muốn trở thành bá chủ của châu Á, cho nên đi xâm lược gây tầm ảnh hưởng của mình. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát lại bốn hình ảnh. Đây là hình ảnh của núi Phú Sĩ và đây là con tàu cao tốc ở Nhật Bản. Con tàu này chạy với vận tốc là hơn 400 km/h và đây chính là núi Phú Sĩ. Rồi tiếp đến, đây là những chiếc xe hơi. Rồi, những cô thiếu nữ người Nhật Bản trong trang phục kimono truyền thống. Đây là đất nước xứ sở của hoa anh đào. Rồi, đây là hình ảnh của thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Thì ngày nay Nhật Bản đã trở thành một trong những cường quốc về kinh tế của thế giới. Nhật Bản ngày nay phát triển rất là mạnh. Thì thầy vừa giới thiệu đến chúng ta toàn bộ nội dung của bài. Hy vọng sẽ giúp cho chúng ta nắm được bài tốt hơn, hiểu bài sâu hơn. Thì rất cảm ơn các em trong thời gian qua đã ủng hộ những bài giảng của thầy. Chúng ta thích thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Những em nào chưa đăng ký thì chúng ta hãy đăng ký và nhớ bật chuông lên để tiếp tục theo dõi những bài giảng tiếp theo của thầy. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.